Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz đã cảnh báo rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể sẽ giống như cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, người đã bị lật đổ và hành quyết bởi một liên minh do Mỹ hậu thuẫn nếu ông cố gắng can thiệp vào cuộc xung đột ở giải Gaza. Trước đó, hôm 28 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa các quan chức Israel về hoạt động quân sự đang diễn ra của IDF ở Gaza, cũng như căng thẳng leo thang nhanh chóng với nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Liban, phát triển tại một cuộc meeting ở quê nhà Riz. Ông Erdogan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể xâm nhập vào Israel để giúp người Palestine. Ông Erdogan nói, chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể làm những điều vô lý này với Palestine. Trước đây, ông đã lên án hành động của Israel ở giải Gaza nhiều lần. Mối quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi xung đột Palestine-Israel leo thang bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Ankara ngay từ những ngày đầu tiên đã lên án hành động của Tel Aviv ở giải Gaza và cáo buộc nước này thực hiện vụ ám sát thường dân Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục kêu gọi ngừng bắn và còn gây áp lực lên nhà nước Do Thái. Đặc biệt, vào đầu tháng 5, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố ngừng hoàn toàn hoạt động thương mại với Israel. Trước đó, Ankara đã hạn chế xuất khẩu 54 nhóm hàng hóa nhỏ sang Israel. Đáp trả lại tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Ngoại trưởng Israel Israel Kass viết lời cảnh báo trên mạng xã hội X. Erdogan đang đi theo con đường của Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel. Đồng thời, ông Kass nói thêm rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nên nhớ những gì đã xảy ra ở đó và kết thúc như thế nào. Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair cũng chỉ trích tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi ông Erdogan là mối nguy hiểm cho Trung Đông và là kẻ muốn trở thành nhà độc tài. Ông Lapid viết trên mạng xã hội X, thế giới và đặc biệt là các thành viên NATO phải lên án mạnh mẽ những lời đe dọa vô lý của ông Erdogan đối với Israel và buộc ông Erdogan phải chấm dứt ủng hộ đối với Hamas. Ngoại trưởng Katz cũng cảnh báo theo Aviv sẽ đáp trả tương xứng Ankara. Ông Kat cũng kêu gọi đồng minh Mỹ ngừng đầu tư và áp lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã mở ra viễn cảnh đưa quân vào nhà nước Do Thái. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng có thể tham gia vào cuộc xung đột dai dẳng ở dài Gaza giữa Tây Jerusalem và nhóm chiến binh Palestine Hamas. Tổng thống Erdogan đưa ra lời đe dọa này vào ngày 28 tháng 7 khi ông phát biểu tại một cuộc meeting của Đảng Công lý và Phát triển AKP cầm quyền. Ông Erdogan tuyên bố, Chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể tấn công vào Palestine, giống như chúng ta đã tiến vào Karabakh và cách chúng ta tiến vào Libya. Có lẽ chúng ta sẽ làm điều tương tự, không có gì mà chúng ta không thể làm. Chúng ta cần phải mạnh mẽ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhắc đến sự tham gia tích cực của Ankara vào cuộc nội chiến Libya cũng như các cuộc giao tranh gần đây ở khu vực Karabakh của Azerbaijan. Baku, nơi đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột và giành lại quyền kiểm soát khu vực ly khai, đã nhận được sự hỗ trợ từ cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự tham gia trực tiếp được cho là của quân đội Ankara vào các cuộc giao tranh vẫn chưa được báo cáo trước đó trong khi ông Erdogan từ lâu đã tự coi mình là người ủng hộ chính cho sự nghiệp của người Palestine, ông phần lớn vẫn chưa đe dọa xâm lược trực tiếp Israel. Những lời lẽ thù địch này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah có trụ sở tại Liban. Tây Jerusalem và nhóm này đã bị kẹt trong cuộc chiến tranh cường độ pháp lý trong nhiều tháng sau cuộc xung đột ở Gaza, nhưng giờ đây tình hình có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Israel cáo buộc nhóm Hồi giáo Hezbollah có trụ sở tại Liban vào ngày 27 tháng 7 đã phóng một quả tên lửa rơi xuống một sân bóng đá ở cao nguyên Golan của Syria do Israel chiếm đóng. Quả tên lửa này đã giết chết ít nhất 12 thanh thiếu niên và trẻ em, chủ yếu là người gốc Druze Syria, làm bị thương khoảng 20 người khác. Hezbollah đã mạnh mẽ phủ nhận mọi sự liên quan, tuyên bố rằng địa điểm này thực sự đã bị một tên lửa đánh chặn vòm sắt Iron Dome của Israel trục trặc bắn trúng israel đã tiến hành cuộc không kích trực tiếp quy mô lớn đầu tiên vào thành phố cảng hodeida của yemen gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà ga dầu mỏ và các cơ sở khác của cảng lực lượng phòng vệ israel idf cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc không kích này là nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu dân sự có liên hệ với israel cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái vào nước này do nhóm phiến quân houthi có trụ sở tại yemen thực hiện quân đội cho biết cách đây không lâu máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ israel đã tấn công các mục tiêu quân sự của chế độ khủng bố houthi tại khu vực cảng hodeida ở yemen để đáp trả hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào nhà nước israel trong những tháng gần đây các cảnh quay lan truyền trực tuyến cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào nhà ga dầu rộng lớn của cảng với nhiều bể chứa bốc cháy Ngọn lửa lan rộng sau đó, nhiên liệu cháy dường như dò dỉ ra khỏi các thùng chứa bị vỡ và tạo ra một bức tường lửa duy nhất. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, cuộc tấn công được cho là đã gây ra thương vong trên mặt đất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bình luận về cuộc tấn công vào cuối ngày 20 tháng 7, cáo buộc rằng cảng này đã được Houthi sử dụng để nhận vũ khí từ Iran. Ông Benjamin Netanyahu cũng đề cập đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào Tel Aviv khiến một người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương gần văn phòng chi nhánh đại sứ quán Mỹ tại thành phố này. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được Houthi coi là một hoạt động quân sự quan trọng với một máy bay không người lái mới có khả năng vượt qua hệ thống đánh chặn của kẻ thù tại bất kỳ ngóc ngách nào người đứng đầu chính phủ israel đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường biện pháp chống lại iran và các đồng minh tức các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do iran dẫn dắt tại các khu vực theo ông netanyahu bất kỳ ai muốn thấy hòa bình và ổn định tại trung đông cũng cần phải chống lại iran và ủng hộ cuộc chiến của israel chống iran Trước đó truyền thông khu vực cho biết, cuộc không kích của Israel dường như đã đánh trúng một bể chứa nhiên liệu tại cảng Hodeida, làm bùng phát một đám cháy dữ dội kéo dài trong nhiều giờ. Báo cáo ban đầu cho thấy đã xảy ra thương vong nghiêm trọng về người trong cuộc không kích, song chưa rõ số lượng. Trong phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công, thành viên văn phòng chính trị của lực lượng Houthi, ông Mohammed Abukathi, cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt vì gia tăng nguy hiểm vào Yemen. Theo đó, Houthi sẽ đáp trả tương xứng với đoàn tấn công tội ác của quân đội Israel chống dân thường Yemen ở Hodeida. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng khẳng định hành động liều lĩnh của Israel chống Yemen đã đẩy toàn khu vực vào một giai đoạn đối đầu nguy hiểm mới. Houthi, một nhóm Hồi giáo Shia kiểm soát một phần lớn và đông dân nhất của Yemen, đã tấn công các tàu buôn có liên hệ với Israel kể từ tháng 10. Mô tả chiến dịch của họ là một hành động đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Các cuộc tấn công đã thúc đẩy phản ứng của Liên minh do Mỹ và Anh dẫn đầu. Liên minh này đã tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm này. Nỗ lực ném bom dường như không mang lại nhiều kết quả khi Houthi tiếp tục tấn công các tàu buôn và liên tục nhắm vào các tàu chiến của liên quân. Nhóm này đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel vào Hodeida sẽ không được đáp trả. Israel phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất. Đây là lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Benizia cảnh báo. The Financial Times FT tuần trước của Mỹ đã đưa tin. Israel và Ukraine đang thảo luận về việc chuyển giao 8 hệ thống Patriot cũ của, của Israel cho Kiev. Việc này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga và Israel. Đại sứ Nebenzia cảnh báo khi Moscow đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ nói, tôi nghĩ rằng điều này tất nhiên có thể gây ra những hậu quả chính trị nhất định. Vũ khí, dù được ai chuyển đến Ukraine, cuối cùng cũng sẽ bị phá hủy, giống như các vũ khí khác của Mỹ và phương Tây, đó là điều hiển nhiên. Hồi tháng 4, Israel công bố kế hoạch loại bỏ các khẩu đội M901 Patriot PAC2 đã hơn 30 năm tuổi và thay thế chúng bằng hệ thống phòng không tiên tiến hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa ngừng hoạt động do lo ngại căng thẳng với phong trào vũ trang Ebola ở Liban có thể gia tăng thành một cuộc xung đột tổng lực. Bài báo mới nhất của FT cho biết, thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất, trong đó những hệ thống Patriot của Israel sẽ được gửi tới Mỹ trước khi được cung cấp cho Ukraina. Quốc gia đang gặp phải tình trạng thiếu hệ thống phòng không. Trong suốt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, Israel chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine và từ chối gửi bất kỳ các loại vũ khí nào. Một năm trước, Israel đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc viện trợ hệ thống phòng không vòm sắt của Israel. Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí nước ngoài được gửi tới Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự mà chỉ kéo dài thêm giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của báo Vietnamnet xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại